cho các bạn. Hiện tại thì Hồng Nhi, Huyền Vân cũng như là các bạn trong team Techmart đang có mặt tại Đầm Sen. Và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ có một chuyến dã ngoại và đồng hành cùng với bọn mình đó là chiếc điện thoại Reno 2. Và ngày hôm nay thì mình sẽ dùng chiếc điện thoại này để ghi lại những khoảnh khắc vui chơi cũng như là selfie chụp hình và sẵn là test camera luôn để xem là em nó sẽ làm được gì. Và để biết được kết quả thì các bạn hãy cùng với mình cũng như là Huyền Vân và Như Quỳnh sẽ xem tiếp video này nhé. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ đi thôi. Với chế độ AI trên camera của Oppo Reno 2 thì máy sẽ tự động nhận diện gương mặt của mỗi người khi chúng ta chụp ảnh nhóm. Chỉ cần bấm chụp thôi, không sợ bị ao nét. Đồng thời với chế độ làm đẹp tự nhiên được tích hợp sẵn nên chụp xong cũng có thể post ngay lên Facebook sống ảo. Oppo Reno 2 đồng thời cũng sẽ tích hợp rất là nhiều những filter trong giao diện chụp ảnh của máy. Chúng ta có thể lựa chọn màu sắc phù hợp khi chụp ảnh mà không cần dùng qua app của bên thứ ba. Hình ảnh rất là nghệ mà không cần phải qua nhiều bước chỉnh sửa. Bây giờ thì bọn mình vô tình thấy một cái vườn xương rồng lần đầu tiên được vô đây luôn, cho nên là thử đi vô xem thử. Ở đây thì có rất là nhiều loại xương rồng lớn nhỏ rồi. Chắc là nhờ anh cameraman sẽ lia một vòng cho các bạn khán giả cùng xem một cùng với bọn mình nha. Với cái chế độ mà làm đẹp cũng như là cái camera của Reno 2 thì mình nghĩ là sẽ lên hình sẽ rất là đẹp luôn. Và tùy vào cảm nhận của mọi người nữa thì các bạn có thể tự nhận xét qua những cái thước phim cũng như là những cái ảnh chụp này nhé. Tại vì bọn mình muốn trải nghiệm hết ở cái khu ở đây luôn, cho nên là đã lựa chọn phương pháp đi bộ. Mãi rồi bạn đóng chợ Xong rồi, bây giờ thì địa điểm tiếp theo bọn mình muốn đi đó là Băng Đăng. Và bọn mình theo như bản dưới dẫn thì là ở phía bên kia, cho nên bọn mình sẽ đi tiếp. Đi thôi. Vậy là không được trải nghiệm khu này rồi. Bây giờ mình sẽ mong chờ nhất luôn á. Bây giờ bọn mình đã mua được vé rồi, bây giờ đi chết luôn. A few moments later. Xong rồi, bây giờ mình với Vân sẽ chiến để xem ai sẽ trụ được trên con bò đến giây phút cuối cùng. Các bạn cùng theo dõi và chấm điểm cho bọn mình nha. One eternity later. Tới đây thì tụi mình quyết định là không dùng gimbal nữa mà sẽ quay tay. Cùng vào nhà ma xem trong điều kiện thiếu sáng Oppo Reno 2 sẽ xử lý như thế nào nhé. Phải nói là ở trong nhà ma thì hoàn toàn là tối đen mù mịt luôn, chỉ có vài ánh sáng nhỏ ở những cái bộ xương đó, các bạn có thấy không? Camera của Oppo Reno 2 thì có thể thấy rõ được các chủ thể. Nhà ma dù tăm tối nhưng mà không hề đáng sợ. Oh!
ra mình chỉ giả bộ hét cho vui thôi chứ cái này. Rồi còn bây giờ thì tụi mình sẽ đi tàu lượn để xem là với điều kiện rung lắc mạnh như thế này mà không dùng gimbal thì khả năng chống rung của Oppo Reno 2 sẽ như thế nào nhé. Dù hơi sợ độ cao một chút, Caramel cũng có hơi rung lẩy bẩy, nhưng mà những thước phim quay được từ Reno 2, các bạn có thể thấy là vẫn rất ổn định, khung hình thì không bị rung lắc quá nhiều, video cho chất lượng tốt. Bây giờ bọn mình sẽ đi chơi cái trò này, không biết chơi sao nữa, nói chung là nghe nói là vô cái lồng này xong rồi cái nó sẽ đi vòng vậy đó. Xong rồi... Bọn mình vô trong một cái lồng thì... Ở đây vang thật đấy. Tiếng hơi vang á, nhưng mà camera vẫn đẹp đúng không? Thì mình đang nghĩ chơi nhưng mà kiểu cùng trời cũng thích mưa cho nên là cũng hơi tối. Cho nên là nhưng mà may là có camera này cũng khá là ok cho nên là vẫn có thể ghi lại khoảnh khắc này của tụi mình. Bây giờ thì nó đưa xuống sắp tới rồi. Nếu mà đến đây á thì các bạn nên lên đây nếu mà muốn tham quan nhẹ nhàng hoặc là sợ mấy trò mạo hiểm thì lên đây ngồi chill, gió mát mẻ và thấy được hết xung quanh, đặc biệt là bên này có một cái hồ siêu đẹp luôn nha. Em diễn tả bằng một từ thôi, vui. Cảm ơn em. Trước khi về thì tụi mình cũng đã ở lại chụp vài tấm hình hoàng hôn. Các bạn có thể thấy là khi chụp ngược sáng và trong điều kiện thiếu sáng nữa, nhưng camera của Oppo Reno 2 vẫn xử lý rất tốt. Các bạn ơi, bây giờ đã là hơn 6 giờ rồi và ở đây thật sự là quá rộng đúng không? Cho nên là bọn mình không thể nào đi hết được và bọn mình đã chơi được một số trò trong cái video này rồi. Và các bạn cảm thấy là với những cái trò rung lắc mạnh hay là trong đêm, trong tối ở khu cái gì, khu nhà ma, khu gì đó đúng rồi, thì thì các bạn cảm thấy chất lượng của Reno 2 như thế nào thì hãy để lại ý kiến của mình bên dưới nha. Còn bây giờ thì chắc là bọn mình sẽ kết thúc video ở đây và đi về. Bye bye.